Em tên là Bạch Cúc. Lần đầu tiên thì em đến với cái lớp cảm xạ căn bản á, là vào tháng cuối khoảng khoảng cuối tháng 9 năm 2015. 14 23 2014, tức là cách đây là một năm rồi. Thì trong lớp thì lúc đang đi học thì phải nói là bụng thì to rồi. Đúng là một cái người đứng tuổi, thật sự là lúc đó em thật là đứng tuổi, tại vì cái da mặt của em nó không có được tốt, nó lỗ chân lông nó to và nó sần sùi. Còn cái hình thể thì lúc đó em 62 kg đấy, nhưng mà qua cái khóa học thì vừa tiếp thực vừa trường gan thì tới bây giờ là được một năm thì em ổn định cái mức cân là 57 kg, tức là em hạ hẳn 5 kg, không có tăng lên. Thì cái bụng á, dần dần theo thời gian thì cái bụng nó cũng thon gọn lại. Tức là em nhận ra là khi em chiều gan thì theo thời gian cái bụng nó lại thon đi, cái những cái mỡ thừa ở những cái bộ phận khác nó cũng dần nó gọn lại. Là em nhận xét là vậy. Và cái thứ hai đó là em thấy cái da của mình nó đỡ hẳn, nó không có sần sần mà nó không có u, nó không có ấy nữa. Rồi những cái mà chứng mà trước giờ là em rất hay mệt mỏi thì bây giờ nó cũng là phải nói là năng động hơn nhiều. Nhưng mà hồi cách đây mấy tháng thì sao cũng nghe ai nhận xét gì, nhưng mà mới đây thì có mấy đứa bé mới gặp nó nói trời ơi cô vẫn trẻ như hồi nào, mình nghe mình cũng hết hồn, nên là không biết mình có trẻ ra hay không, nhưng mà sao thấy là mọi người không kêu là bác nữa mà kêu là chị. Đi chợ người ta không gọi là gì là cô nữa mà người ta gọi là chị. Thật ra cũng không biết sao người ta không khen nhưng mà ta gọi là vậy. mà chị có nghe thấy là bây giờ nghe tinh thần chị đúng là tinh thần rất là thoải mái, và chính nhờ không có cái sự mệt mỏi mà thường xuyên mỗi ngày đấy, cho nên là rất là mình cảm giác như là mình năng động hơn, mình làm việc nó coi như là nó có hiệu quả hơn, nó chất lượng hơn. Thì nó là cái trường gan thì trên bản thân em thì em nhận xét thấy như vậy đó. Còn em không biết là những cái lớn lao khác ở những nơi khác như thế nào, nhưng mà ở em thì nó tổng thể là vậy, và đối với em vậy là quá tốt rồi. Cảm ơn chị. Vấn đề mà da thì thật sự là từ nào giờ em không có thích xài, em không có chăm sóc da. Thật sự mà nói là em không phải là người thích chăm sóc da, nghĩa là có sao thì vậy, đi về mệt quá thì rửa mặt, thậm chí em không có chọn sữa rửa mặt luôn, em chỉ cố ý là rửa cho sạch bụi sạch cái bẩn vậy rồi em ngủ. Nhưng mà theo thời gian, rồi khi mà bây giờ mình nhìn lại sau 6-7 tháng mình nhìn lại đã thấy khác rồi, bây giờ một năm thì mọi người lại thấy khác hơn nữa. Chứ em không xài mỹ phẩm, em không có chăm sóc da, không gì hết. Mà cái dở nhất của em là em cũng không chọn lựa xà bông rửa mặt luôn. Có sao thì cứ bước thế. Ra là em thấy nó khác, em rửa mặt em nhận thấy nó khác. Rồi em hỏi mọi người cũng nói đúng rồi. Là cái da khác nhưng mà nó không có sần sần, cái lỗ chân lông nó không to nhưng mà chị thử sờ vào cái da tay, da chân, da người chị có thấy mướt hơn không? Dạ đúng rồi, đó có phải là cái đó là cái đúng rồi đó cô. Để có trong tay đá Trường Gan, cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.